Rồi. Ui. Này qua Van Gogh. Cay rồi. Đỡ sao được. Ui phần cao kìa. Đây rồi phần cao. Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các ơ cao trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ác tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua ác BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Hôm nay chúng ta sẽ được đi trải nghiệm cái team MU rất là căng, giá trị đội hình hơn 4.500, chính xác là gần 4.700 tỷ BB, khá là căng với những con hàng rất là chất lượng của team MU. Anh em có thể thấy đây là trường hợp của Ruud van Nistelrooy mùa thẻ MC ở mức thẻ cộng 8 lận, tốc độ 129, tăng tốc 135, dứt điểm 132, lực sút 127, sút xa 121. Khả năng chọn vị trí 133, vô lê 130 không này, đúng là sát thủ vòng cấm có khác. Cái thể hình này rất là đẹp, 1m88, 80 cân, thể trung bình. Rất tiếc là cái chân không thuận chỉ là chân 3 thôi. AI con này cũng rất là ngon, lên được 5 sao kỹ thuật cá nhân luôn. Bộ chỉ số ẩn anh em này, cá nhân, sút xoáy, ma tốc độ, đánh đầu mạnh và bấm bóng. Chúng ta cũng sẽ có hai cánh, đó sẽ là con hàng Nani VTR ở mức thẻ cộng 8. Điểm mạnh nhất là về phần tốc độ và khả năng sút xa cùng với lại khả năng cầm bóng dây dắt. Rất là ấn tượng. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm con hàng Jogbet mùa thẻ Icon ở mức thẻ cộng 5 lận anh em ạ. Quái vật này thì đã có cái điểm mạnh từ trước, đó là về phần tốc độ và tăng tốc rồi. Ở cái ngưỡng cộng 5 này nó lên tăng tốc 135 liền. Khoai thật đấy. Hậu vệ mà gặp con này chắc là chỉ có khóc thôi. Hơi đáng tiếc là con này lương nó hơi to, tận 26 lận liền. Và cái thể hình nó không được khỏe. Nhưng mà bỏ qua đi anh em ạ, vấn đề chúng ta chỉ đá chọc khe thôi, cho nó nhàn. Thăng bằng và khéo léo dây dắt cũng rất căng. Bình tĩnh 130 lận, ghê thật. AI siêu sao anh em này, 6 sao kỹ thuật cá nhân. CM thì mình đang dùng con hàng Wayne Rooney và Ander Herrera. Rooney thì ở tận mùa thẻ BTB mức thẻ cộng 6 liền. Căng đét. Quá đều anh em nhỉ. Con này thì là một phương án giảm lương rất hay cho team MU. 15 lương nhưng mà cũng khá toàn diện về bộ chỉ số. Con này thì hỗ trợ phòng ngự sẽ tốt hơn Rooney, Rooney sẽ công cao hơn. Và với dàn hậu vệ này chúng ta sẽ có Luxor mùa thẻ TT ở mức thẻ cộng 9. Luxor và Wan-Bissaka. Trời ơi. Con Wan-Bissaka này mình rất là thích nha anh em nhé. Con này thực sự rất là khỏe. Con mình đá con này mấy lần rồi nhưng mà là mức thẻ cộng 8. Đây là bản cộng 9 liền. Rất là khỏe và trâu. Chả tội gì mà không đá lên công về thủ hết. Cặp đôi CB của team này chúng ta sẽ có Rio Ferdinand và Varane E21 ở mức thẻ cộng 8 anh em nhé. Anh em thấy dã man chưa? Lần đầu tiên mình được cầm con Varane E21 ở mức thẻ cộng 8, hàng xịn luôn. Dã man con ngàn. Rio Icon cộng 5. Ghê thật. Ở vị trí SW thì mình đang sử dụng con hàng Maron Ferrani, cũng ở mức thẻ cộng 9 ở mùa thẻ LH. Ghê thật, team này toàn những hàng top thôi. Rất là chất lượng, 1m94, 85 cân, thể hình to, 17 lương, đã giảm lương ổn. Và trong khung gỗ chúng ta sẽ có Edwin van der Sar, TT ở mức thẻ cộng 8. Quá chất lượng rồi. Hàng dự bị chúng ta đang có Phan Cao VTR, một con hàng cũng rất là chất lượng, đã sắp cho team MU luôn. Hai chân 5 năm AI ngon, tốc độ và khả năng dứt điểm rất là tốt. Teddy Sheringham Icon mức thẻ cộng 7, không biết bao giờ sẽ có kèo lên 8 đây. Càng tê nhỉ. Ronaldo 21 TI cộng 6, Zlatan Ibrahimovic LH8, Matic MC8. Uầy, đẹp quá nhỉ. McTominay cộng 10 mùa live, con này giảm lương cũng được đây.
có thể đáp vào vị trí SW hoặc CDM. Van der Sar MC8 luôn anh em ạ. Dã man. Damian cộng 9 VTR. Bosco, Roy Keane đều ở mức thẻ cộng 5, một thẻ Icon. Bruno 7, 21 TI. Vidic 7, NTG. Lukaku GR9. Evan, Bailey 10, 1 TT, Evan UP8. Và một số con hàng mùa lai khác nữa. Rakitic trông cộng 10. Thì mày đẹp quá nhỉ. Ok, không để anh em đợi lâu nữa, mình sẽ đi ngay vào phần trải nghiệm team này anh em nhé. Sao may có cái giày đen nó đỡ đi. Nani bàn thắng đầu tiên, khá là đơn giản. Tốt nha, Ander Herrera đang ok phết. Ui, Van Nistelrooy. Ui, chân trái kìa, đúng cái chân trái của Van Gogh luôn. Ôi, penalty anh em kìa. Mày quá nhỉ. Chết ngay. Đấy rồi, Van Gogh. Ui xời, tí vào quả sút hơi cận chân anh em ạ. Hay quá nhà Van Gogh. Không được, vẫn là cái chân trái vào góc này khó chịu quá. Không được, phí quá nhỉ. Hay quá Van Gogh. Cay rồi. Đỡ sao được? Đỡ sao được bạn ơi? Rồi, ui, tí vào luôn anh em ạ. Ôi, phải là đi rút cái bóng. Rùa chó thế nhỉ. Phát nữa đi. Van Gogh. Đỡ sao được. Van Gogh chạy chỗ của hay quá nhờ. Tốt quá ơi, phần kèo kìa. Xong bỏ lỡ cơ hội phí thế nhờ. Ui, Van Gogh không ăn được quả vừa rồi kìa. Đấy rồi. Không được. Không bật ra phía trên nhé. Đấy rồi, phạt cao. Một tình huống bóng lập bập tương đối khó ấy chứ. Buồn anh em tồi lắm rồi. Ander Herrera, một tình huống đánh đầu cận thành của cầu thủ người Tây Ban Nha. Một tình huống sút bóng tốt của Van Nistelrooy. Rooney.
Rooney. Ui, có đỉnh gôn. Đấy rồi. Ôi, à, Rudy rút cái bóng kìa. Destroy. Vẫn là một tình huống cũ của Van Gaal. Ui không được, thăng bằng quả đấy lấy lại chậm quá. Ui không được. Lê Hoan ám ảnh hơn mà. Các bạn là nó được nâng cấp cái AI ấy Đức ạ. Ui không vào, ông này vô duyên. Ôi. Tốt, phản cao. Ui, phản cao kìa. Mẹ già A Vỉa có tốt nha. Ui đen thế nhờ. À, phản cào tí hát trích luôn anh em ạ. Đấm ngã luôn ạ. Ui mà tích kìa. Hay quá Juni. Hay quá nhỉ. Phản cao. Tốt quá. Đây rồi, Nani. Đây rồi, phần cao. Yes. Không được. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật, cũng như update những thông tin mới nhất về FO4, thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều. We'll be right back.